Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Số 99, chuyện hơn 1000 kẻ ngu. Tiền thân Paro Sahasa, ngàn kẻ ngu tụ hội. Câu chuyện này khi trú ở Kỳ Viên, Bậc Đạo Sư đã kể về một câu hỏi của người phàm phu ngoại đạo. Câu chuyện sẽ được kể trong Tiền thân Sarabhanga số 522. Một thời các tỷ kheo hội họp tại Chánh Pháp Đường, ngồi tán thán công đức của vị tướng quân Chánh Pháp như sau. Tướng quân Chánh Pháp Xá Lợi Phất đã giải thích một cách rộng rãi một câu trả lời vắn tắt của Bậc Đạo Sư. Bậc Đạo Sư đến và hỏi: Này các tỷ kheo, này các ông đang ngồi bàn luận vấn đề gì? Khi được trả lời về vấn đề đang bàn đến, Bậc Đạo Sư nói: Này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Xá Lợi Phất mới giải thích một cách rộng rãi một câu nói vắn tắt của ta. Trong thời quá khứ, Xá Lợi Phất cũng đã trả lời như vậy. Nói xong, Bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Ramadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình một Bà La Môn phương Tây Bắc, học tất cả tài nghệ ở Takashila. Rồi Ngài từ bỏ dục, xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, chứng được 5 tháng trí và 8 thiền chứng, trú tại Tuyết Sơn. Bồ Tát có 500 vị tu khổ hạnh vây quanh. Vị đệ tử đầu tay của Ngài, trong mùa mưa, đem theo một nửa hội chúng tu sĩ đi đến chỗ ở của quần chúng để xin muối và giấm. Đây là thời Bồ Tát phải đi đến màn chung. Các đệ tử muốn biết sự chứng đắc của Ngài liền hỏi: Ngài đạt được quả vị gì? Bồ Tát trả lời: Không có gì. Nói vậy xong, Ngài từ trần và sanh lên cõi Phạm Thiên Quan Âm. Các Bồ Tát có thể được thiền chứng sắc giới, nhưng không thể vượt qua sắc giới để sanh vào vô sắc giới. Các đệ tử không hiểu ý nghĩa lời nói ấy liền nói: Thầy chúng ta đã không chứng được gì. Vì vậy họ không có tổ chức lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Người đệ tử đầu tay trở về và hỏi: Sư trưởng đâu? Sư trưởng đã tịch rồi. Các bạn có hỏi sư trưởng chứng đắc gì không? Dần chúng tôi có hỏi. Sư trưởng trả lời như thế nào? Sư trưởng trả lời không có gì. Nghe nói vậy, chúng tôi không làm lễ thiêu ở nghĩa địa một cách cung kính. Vị đệ tử đầu tay nói: Các bạn không hiểu ý nghĩa lời của sư trưởng nói. Sư trưởng đã đạt được thiền chứng vô sở hữu xứ. Chúng đệ tử nghe vị ấy nói vậy nhiều lần nhưng không tin. Bồ Tát biết được sự việc suy nghĩ: Các người ấy thật là mù và ngu. Chúng không tin đệ tử đầu tay của ta. Ta sẽ làm cho sự việc này trở thành rõ ràng trước đại chúng. Rồi Bồ Tát từ Phạm Thiên Giới đi xuống, giới thần lực lớn, đứng giữa hư không, trên tu viện của mình, tán thán trí tuệ của đệ tử trưởng và nói lên bài kệ này: Ngàn kẻ ngu tụ hội, khóc than 100 năm, không bằng một người trí, hiểu nghĩa lời được nói. Như vậy, bậc đại sĩ đứng giữa hư không, thuyết pháp, làm cho hội chúng các vị tu khổ hạnh tỉnh ngộ, rồi đi về Phạm Thiên Giới. Các vị tu khổ hạnh ấy trở thành có trí, và sau khi mệnh chung, cũng được tái sanh về cõi Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, Bậc Đạo Sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, vị đệ tử đầu tay là Xá Lợi Phất, còn Đại Phạm Thiên là ta vậy. Ha ha ha,